Chơi đồng hồ cũ chính hãng xin kính chào anh chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Lucio Opal Jewelry, tức là cái mặt số của đồng hồ được làm bởi đá opal, cái loại đá mà chúng ta gọi là đá quý, và loại này lấy từ Australia. Chiếc đồng hồ được lắp máy quắc của Thụy Sĩ. Đó là loại máy 561.001, một chân kính. Đồng hồ có viền tròn, dây lụa, núm làm một viên đá màu xanh. Viền và dây đồng hồ được mạ vàng trắng. Đồng hồ mặt số 3 kim. Viền bezel của đồng hồ thì dạng xoắn trẻ thừng. Đây là chiếc Lucio có cái model là G109. Chiếc đồng hồ chúng ta như thế này. Đồng hồ chạy pin 721, loại pin khá bền. Nếu mà lắp đúng pin xịn thì đồng hồ sẽ chạy được khoảng 3 năm. Đồng hồ có cái đường kính là 31 mm. Đây là bản chất là chiếc nam. Chiếc nữ là nó có cái đường kính 23 mm cơ. Thế nhưng mà sau này thì chiếc này chúng ta gọi là unisex hoặc dành cho nữ thôi. Đấy, đến thế kỷ 21 này thì nữ người ta tiếm quyền rồi. Người ta toàn dùng đồ to thôi. Cho nên là những cái đồng hồ dành cho nam ngày xưa thì bây giờ thì nam thường không dùng nữa. Đấy. Hoặc chúng ta gọi đó là unisex hoặc dành cho nữ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chiếc đồng hồ mới khoảng trên 90%, xấp xỉ 95%. Mặt đá opal phản quang đẹp.